Thân ái chào tất cả các em. Cô tên Đỗ Hồng Ân, là giáo viên âm nhạc của trường Trung học cơ sở Đồng Khởi. Cô rất vui được tiếp tục đồng hành với các em trong tiết học ngày hôm nay. Nội dung của bài học ngày hôm nay bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là đọc nhạc, bài đọc nhạc số 1. Phần thứ hai, cô trò chúng ta sẽ cùng học với nhau phần lý thuyết âm nhạc, các thuộc tính của âm thanh có tính nhạc. Trước khi mình bước vào học bài, cô mời các em xem đoạn clip sau nha. Các em vừa xem một đoạn clip về vận động cơ thể. Thật sôi động phải không các em? Bây giờ cô và các em sẽ cùng ôn lại bài hát Mùa khai trường của nhạc sĩ Phan Việt Phương với một vài động tác đơn giản để cùng làm bài hát thêm sinh động nha. Đầu tiên cô sẽ hướng dẫn các em vận động theo mẫu 1. Các em nhìn và tập theo nha. Ở mẫu này, chúng ta sẽ áp dụng vào đoạn 1 của bài Mùa khai trường nha các em. Tiếp theo, cô mời các em tiếp tục thực hành mẫu 2. Cô mời các em nhìn và tập theo bạn mình nhé. Và mẫu này, chúng ta sẽ áp dụng vào đoạn 2 của bài hát. Nào, bây giờ cô mời các em kết hợp hai mẫu vừa học vào bài hát Mùa khai trường nha. Các em đã thực hành được chưa? Bây giờ các em sẽ ôn lại bài hát Mùa khai trường và tự vận động cơ thể theo nhạc nha. Cô mời các em.
chúng ta vừa ôn xong bài hát Mùa khai trường. Bây giờ chúng ta bước vô phần thứ nhất của bài học ngày hôm nay nha. Phần 1, đọc nhạc, bài đọc nhạc số 1. Trước khi đọc bài đọc nhạc số 1, cô và các em sẽ tìm hiểu và nhận xét về bài đọc nhạc này ha. Bài tập đọc nhạc này được viết ở giọng đô trưởng. Các em nhìn vào bài tập đọc nhạc, ngay phần đầu bản nhạc, các em sẽ thấy sau khóa son sẽ có một con số chỉ nhịp. Ở đây là số 24, có nghĩa bài đọc nhạc này được viết ở nhịp 24. Kế đến, cô đố các em, trong bài tập đọc nhạc này sử dụng các hình nốt nào nè? Chúng ta dễ dàng nhìn thấy trong bài có hình nốt đen và hình nốt trắng phải không? Bây giờ các em nhìn kỹ cho cô, trong bài đọc nhạc số 1 này bao gồm những nốt gì? Các em có thể kể tên các nốt đó ra cho cô xem nào. Chúng ta cùng kể nhé. Nốt Đô, Rê, Mi, Fa và Son. Ngoài ra trong bài còn có ký hiệu nào nữa không các em? À, còn có ký hiệu dấu lặng đen. Bài đọc nhạc số 1 được viết ở giọng đô trưởng, nên bây giờ cô và các em sẽ cùng đọc gam đô trưởng nha. Các em sẽ đọc theo mẫu. Đô, rê, mi, fa, son, la, si, đô. Cô mời các em bắt đầu. 2, 3. Cũng gam đô trưởng, nhưng bây giờ chúng ta sẽ hát theo hướng đi xuống nha. Chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa gam đô trưởng theo thứ tự đi lên và đi xuống luôn ha. Chúng ta bắt đầu. Đô, rê, mi, fa, son, la, si, đô. Đô, mi, la, son, fa, mi, rê, đô. Tiếp theo, cô mời các bạn sẽ cùng cô đọc quãng 2 dựa trên gam đô trưởng ha. Các bạn nghe cô đọc mẫu. Đô, rê, rê, mi, mi, fa, fa, son, son, la, la, si, si, đô. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập phần âm hình tiết tấu của bài đọc nhạc. Các bạn thấy cô có mẫu tiết tấu đen, 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 lặng, đen, 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 lặng. Những chỗ nốt đen các bạn sẽ đọc là ta, và đồng thời các bạn sẽ vỗ tay. Còn những chỗ có dấu lặng các bạn sẽ đọc là và chúng ta sẽ không vỗ tay chỗ này. Các bạn nghe cô làm mẫu. Ta 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 Bây giờ các bạn làm lại theo cô nha. Chúng ta bắt đầu. Ta 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 Rồi bây giờ cô sẽ dành thời gian cho các bạn làm lại nha. Các bạn tự làm ha. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các bạn đọc bài đọc nhạc số 1 bằng ký hiệu bàn tay. Đầu tiên là câu số 1, các bạn sẽ làm hai bàn tay để đối xứng trước ngực và làm theo mẫu trên màn hình ha. Đô, rê, mi, mi, fa, son, son, la, son, fa, mi, rê, mi. Các bạn làm lại một lần nữa nha. Đô, rê, mi, mi, fa, son, son, la, son, fa, mi, rê, mi. Chúng ta qua câu số 2. Đô, rê, mi,
mi, fa, son, son, la, son, fa, mi, rê, đồ. Cô mời các bạn làm lại nè. Đồ, rê, mi, mi, fa, son, son, la, son, fa, mi, rê, đồ. Các em làm lại một lần nữa cả bài nha. Chúng ta bắt đầu. Đồ, rê, mi, mi, fa, son, son, la, son, fa, mi, rê, mi. Đồ, rê, mi, mi, fa, son, son, la, son, fa, mi, rê, đồ. Tiếp theo cô mời các em hát bài đọc nhạc theo đúng giai điệu và tiết tấu của bài nha. Xong phần 1 của bài ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua phần thứ 2, lý thuyết âm nhạc. Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc. Trước tiên cô mời các em nghe và mô tả âm thanh sau nha. Em nhận thấy âm thanh đi lên và đi xuống phải không? Điều đó cho chúng ta thấy được thuộc tính đầu tiên của âm thanh, đó là cao độ. Cao độ là độ cao thấp của âm thanh. Tiếp theo, các em so sánh âm thanh tiếng kèn của hai lần vang lên nhé. Âm thanh của tiếng kèn thứ nhất phát ra nhanh và liên tục. Âm thanh của tiếng kèn thứ hai thì chậm và kéo dài hơn, phải không các em? Đó chính là thuộc tính thứ hai của âm thanh, trường độ. Trường độ là độ ngân dài ngắn của âm thanh. Và các ký hiệu thường được sử dụng để ghi trường độ đó là nốt tròn, nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, vân vân. Bây giờ các em tiếp tục nghe và so sánh cho cô âm thanh của hai tiếng trống nha. Các em thấy hai tiếng trống mạnh nhẹ khác nhau rõ rệt đúng không? Điều đó cũng cho ta thấy được âm thanh mang cường độ. Vậy cường độ có nghĩa là độ mạnh nhẹ của âm thanh. Một lần nữa, cô mời các em lắng nghe và cảm nhận âm thanh của các nhạc cụ và giọng hát sau ha. Thank you.
Mỗi nhạc cụ và giọng hát mang một sắc thái khác nhau phải không các em? Khi nghe đến âm thanh của nhạc cụ nào thì ta có thể nghĩ đến tên gọi của nhạc cụ đó. Ví dụ, tiếng đàn guitar sẽ khác với tiếng đàn violon, hoặc tiếng đàn violon thì khác với tiếng đàn trumpet, vân vân. Điều này cho ta thấy thuộc tính thứ tư của âm thanh đó là âm sắc. Âm sắc là sắc thái khác nhau của âm thanh. Bây giờ cô mời các em nhắc lại bốn thuộc tính của âm thanh có tính nhạc nha. Bốn thuộc tính đó sẽ là cao độ, trường độ, cường độ và âm sắc. Tiết học ngày hôm nay, cô và các em đã học được bài đọc nhạc số 1 và phần lý thuyết âm nhạc, các thuộc tính của âm thanh mang tính nhạc. Ở nhà, các em nhớ ôm lại bài đọc nhạc, ghi nhớ bốn thuộc tính của âm thanh có tính nhạc và các em tìm hiểu trước về nhạc sĩ Lưu Hữu Phước để chuẩn bị cho tiết học tuần sau nha. Tiết học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cô hẹn gặp lại các em vào tiết học tuần sau nhé. Cô chúc các em luôn luôn bình an, khỏe mạnh và học thật tốt nè. Chào tạm biệt các em.